Hello, xin chào tất cả bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hiện tại thì Mỹ Linh đang có mặt tại một cái điểm du lịch, một cái khu phố tương tư. Hôm nay thì Mỹ Linh sẽ dẫn cho tất cả các bác đi vào trong này để xem những kiến trúc mà người ta làm giống như kiểu thời xưa ở đây. Và xem là hôm nay Mỹ Linh sẽ hôm nay là sẽ không đi vào những cái thước phim buổi tối nữa, muốn là đi vào buổi sáng sớm thì để quay cho tất cả các bác xem nó biết được cái vẻ đẹp của bên Trung Quốc nó như thế nào. Cái điểm này thì nó lại rất gần chỗ trường của Mỹ Linh đang học. Nó chỉ cách đây là 2 cây thôi. 3 năm trước đây thì cái chỗ này thì người ta đang làm, thế nên là nó bị đóng vào. Thế nên chưa có ai ở đây để giới thiệu cho tất cả các bác cùng xem được. Thì bây giờ cháu Linh sẽ đi vào trong này để quay cho các bác xem. Ở đây thì rất nhiều gái tàu hay là người Trung Quốc ấy, người ta vào đây người ta mặc những cái bộ trang phục của thời xưa, người ta chụp ảnh check in ở đây rất là nhiều. Mỹ Linh cũng xem qua tổ nhìn thì hôm nay cũng muốn là để giới thiệu cho tất cả các bác cùng đi vào trong này để xem. Hiện giờ cháu Linh đang vào đây. Đấy các bác xem này, Xiang Sư Xiao Chân này, có nghĩa là thị trấn tương tư. Đấy, một cái thị trấn tương tư thu nhỏ. Đấy. Đây là Mỹ Linh đang ở chỗ cái thị trấn tương tư của Quảng Tây nhá, Nam Ninh, thành phố Nam Ninh. Ở phía bên ngoài này thì cũng có những cái trò chơi dành cho trẻ con ở đây rất là nhiều. Trong cái thời gian mà cháu Linh đang ở Trung Quốc thì rất là mong là các bác ấy luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh của Mỹ Linh. Mỗi một lượt xem của mọi người là một cái động lực để Mỹ Linh tiếp tục trên con đường quay vlog cho tất cả các bác cùng xem. Đây là hiện tại thì Mỹ Linh đang có một chút việc phải hoàn thành ở bên này. Thì sau khi hoàn thành xong thì Mỹ Linh sẽ quay trở lại Việt Nam. Và Mỹ Linh sẽ ở đó thì Mỹ Linh sẽ tiếp tục cái con đường thiện nguyện của mình, quay cho tất cả các bác cùng xem. Hiện giờ thì Mỹ Linh đang vào trong này đây. Các bác nhìn đây thì từ đây vào thì các bác đã nhìn thấy những cái kiến trúc của người Trung Quốc, người ta rất là đẹp như thế này rồi. Đấy, ở đây thì có thể gặp được nhiều gái. Tại vì hôm nay cũng là ngày cuối tuần ấy, thì cái lượng gái đi chụp ảnh khả năng cũng rất là nhiều luôn các bác. Và bây giờ mời tất cả các bác cùng với Mỹ Linh đi vào trong này để xem cái kiến trúc ở trong này nó như thế nào. Đấy, rất nhiều gái các bác. Ở bên này thì người ta mặc những cái bộ hán phục của người Trung Quốc đây. Đợt nọ thì cũng thấy là có người ta mặc những cái bộ giống như kiểu là của người Mông ấy các bác. Thì Mỹ Linh cũng muốn ở đây quay cho những cái cô gái người ta mặc những cái bộ áo Mông ở bên Trung Quốc này cho các bác xem là nó khác với người Mông ở bên Việt Nam như thế nào. Thì Mỹ Linh cũng trên những thước phim mà khi vẫn còn ở vùng cao ấy thì Mỹ Linh cũng giới thiệu cho các bác là người Mông thì có 4 loại, cơ Mông trắng, Mông xanh. Thế nên là mỗi một địa phương thì tiếng nói nó lại bị thay đổi nhiều. Giả dụ như ở bên Trung Quốc này thì có những câu nói thì nó vẫn tương đồng và giống nhau, nhưng mà do ở những cái nước khác nhau thì ở những cái địa phương khác nhau thì nó đã thay đổi và nó đã bị gọi là nó đã bị phối theo những cái tiếng của địa phương đó hay là theo cái tiếng tàu này rồi. Ở đây thì các bác cũng nhìn thấy có những cô gái người Trung Quốc ấy mặc những cái bộ trang phục chụp ảnh rất là đẹp, những bộ hán phục ấy. Đấy, bên này cũng có này các bác. Đây là những cái bộ chắc là người ta có thể chuẩn bị ở nhà trước, hoặc là người ta đến đây thì người ta thuê luôn các bác. Đấy, rất là đẹp. Đây là một chỗ khu vực những cái nhà cổ mà người ta tạo dựng lại của ngày xưa ấy các bác. Đấy, mình cũng muốn quay cho các bác xem. Ở đây thì người ta cũng bán luôn những cái gói trống của trẻ con. Đấy gái. Đây đúng rồi. Đấy, đúng bộ này luôn. Quá đẹp. Quá đẹp luôn, học theo liền à. Đẹp chưa các bác? Đây. Quá đẹp các bác. Tí nữa mình sẽ sang đấy cho mình xin chụp ảnh với mấy em người mặc áo kiểu người Mông đây, rất đẹp. Bây giờ thì mình đang vào trong chính diện các bác. Tại vì là mình quay vlog này họ cũng nhìn mình ấy, buồn cười quá. Đây ở chỗ này thì mọi người cũng có thể nghỉ ăn uống ở đây luôn. Đấy, ai đến đây chụp ảnh thì có thể nghỉ ngơi ở đây ăn uống. Đây cái tòa này thì tối người ta bật điện ấy, thế nên là rất là đẹp.
có thể chụp check-in đây luôn. Đây là những cái món ăn ở người Trung Quốc người ta hay mua đây. Món này bụng mình hơi yếu nên mình không ăn được các bác. Mình sẽ đi quay đây đấy các bác xem. Đẹp chưa? Cái tòa tháp này cực kỳ là đẹp luôn. Vừa rồi có mấy bạn mặc áo mông kia xinh quá. Một lúc nữa thì chắc mình sẽ phải cố gắng quay lại xong cố chụp một bức ảnh luôn các bác. Ấy không biết bộ này bộ dân tộc gì đấy các bác. Đấy người ta thuê hẳn người chụp ảnh đến chụp cơ. Trong này thì người ta có thể ngồi trong này nghỉ luôn các bác. Tại vì là người ta đi chụp ảnh về mệt đấy. Các bác xem cái tòa này. Ấy, cao chưa? Rất tiếc là mình không có flycam nên là mình cũng không thể có những thước phim bay trên đường chim bay cho tất cả các bác xem. Đấy mọi người nếu mà muốn thuê quần áo dân tộc thì mọi người có thể thuê ở đây. Đấy. Quần áo rất là đẹp. Hán phục này, quần áo này chắc của người Thái Lan hay là dân tộc nào mình Linh cũng không rõ. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới này. Đây chỗ này thì nó cũng dựng xong bán những cái đồ lưu niệm khi nào mà ai muốn mua đây. Đấy cũng rất là nhiều đồ lưu niệm các bác. Bằng đá, trang sức này. Đây các bác xem. Đấy. Bên này thì có giống như kiểu là con giáp ấy các bác. Ai muốn mua mà may mắn thì các bác có thể mua ở đây. Ôi, bên này còn nhiều gái không các bác. Đây, bộ này bộ đẹp chưa các bác? Gái xinh luôn. Nhưng mà họ thấy mình cầm máy quay là họ cứ ngại ngại. Cũng giống bên Việt Nam các bác. Tại chắc là mình không hỏi đâu. Mình mà hỏi thì chắc họ vẫn trả lời mình thôi các bác. Bên này thì bán đồ trang sức này. Đấy. Rất là đẹp. Bây giờ thì mình đang đến gần cái đoạn hồ đây rồi. Hồ Tương Tư. Đây là gái đây các bác. Đấy, rất là đẹp. Đấy, bộ này rất đẹp luôn. Đấy, trang điểm rất là đặc biệt. Đấy, hút pot cơ. Đấy, chụp ảnh rất là đẹp luôn các bác. Đấy, gái đây. Hello Mini, chưa thao phú trang giữ sớm mơ mình chú à? Chưa thao phú trang. Mình chưa thông à? Ờ, khởi nâng sư mèo 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 chú tờ phú trang ba. Nhi sư nà nình rấn ba, hay sư nà nình rấn à? Ờ. Bạn này mặc cái bộ áo này, bạn này còn không biết là mình là dân tộc gì nữa các bác. Nhưng mà thường thường là mình nhìn cái món này, áo này thì là giống người Mông nhá. Đây đây, áo này đúng kiểu người Mông luôn các bác. Wow, lần quay mình nhỉ. Chị chưa, chưa thao phú trang sư sớm mơ mình chú à? Chưa thao phú trang sư sớm mơ mình chú à? Nhi hiểu bút đúng á? Hảo xương sư mèo chú nào biên Quê Châu thăm mấn tờ nê cơ phú trang à? Đẹp quá. Bây giờ mình sẽ xuống dưới này các bác xem ở dưới hồ Tương Tư để xem là có ai không. Bên này đấy trẻ con em mặc quần áo rất là đẹp các bác. Kỳ đẹp luôn. Chụp ảnh gọi là hết nước chấm luôn. Đây trẻ con mặc áo rất là đẹp. Áo này chắc của dân tộc ở Quảng Tây thôi. Mình Linh cũng không rõ nữa. Bên này thì người ta chụp ảnh xong ấy, người ta sẽ nghỉ ngơi đây ăn uống. Bây giờ mình sẽ đi sang phía bên này các bác. Ui ồ, bên kia còn đông hơn nữa các bác. Mình sẽ đi vòng hết tất cả những cái chỗ này để quay cho các bác xem. Hello, ni hao, xin hỏi rằng các bạn mặc quần áo Trung Quốc là quần áo Hàn Quốc không?
朝鲜服哦，你们也是南宁人吗？是的，是的啊，我是外国的，就是来这里拍博客一下啊，也有点像的，谢谢，这么漂亮啊，两个美女。Đấy, rất là đẹp các bác ạ. Áo xinh. Đấy, mình đi sang đây thì họ cứ bảo mình giống người Trung Quốc ấy. Mình nói chuyện nên nhiều khi họ cứ tưởng mình người Trung Quốc. Tại vì người Việt với cả người Trung thì nó cũng chả khác gì nhau. Ấy, chỗ này đẹp các bác. Trước đây thì nó chưa được khai thác ấy. Thế nên là nó cũng chưa có lượng người đến đây. Hình như là Mỹ Linh cũng nghe là đầu tư hơn mấy trăm tỷ vào đây để đầu tư được một cái khu thị trấn nhỏ, thu nhỏ của triều đại ngày xưa. Đấy, trẻ con này. Bên này thì có cả người già. Đấy. Tôi ở trong Tương Tư Nam Ninh đây. Đấy. Bên này thì cũng rất là nhiều gái luôn các bác. Mình sẽ đi mấy vòng cho các bác xem. Cực kỳ là đẹp. Học phèo lèng mấy nhỉ. Mình nếu mà hôm nay mà có anh Phèng Phèng Vlog của mình ở đây trêu gái thì nó đẳng cấp hơn. Tại vì Mỹ Linh không biết trêu gái với các bác. Tại vì đã yêu ai bao giờ đâu. Thế nên là cũng không biết tán gái. Nhiều khi ngại quá. À, dưới này nó còn làm những cái thuyền mô phỏng ở dưới này rất là nhỏ đấy các bác. Đấy. Đẹp. Chụp ảnh kiểu này mới là đẹp này. Kiểu có ánh nắng chiếu vào mặt đấy. Đấy các bác để xem. Ở đây thì nó vẫn chưa đông. Chắc buổi tối nó đẹp hơn tại vì buổi tối nó sẽ bật đèn. À, hôm nào Mỹ Linh lại rảnh thì Mỹ Linh sẽ quay trở lại đây. Mỹ Linh quay những thước phim ban đêm ở đây cho tất cả các bác cùng xem. Chỗ này thì nó đang cảnh báo là cái nước này sâu. Thế nên là mọi người đừng có lại gần. Đây là đồ nướng ẩm thực đây. Ở Trung Quốc thì các bác biết là lúc nào cũng nổi tiếng là ẩm thực. Rất là đánh thị giác vào ánh mắt của người xem. Chỉ cần nhìn thôi đã thích ăn rồi. Đây có những cái chỗ gian hàng mà hiện tại cũng chưa có người bán. Đấy. Gái chụp ở tí tận trên tòa nhà ấy rồi các bác. Ở đây thì ở trên kia với nhiều gái rồi các bác. Có hai em mặc hai bộ quần áo người Mông ở Quý Châu ấy. Đấy. Bên này thì họ bán kem. Đúng ra là nhìn từ ngoài thì mình cứ nghĩ là nó rất là nhỏ nhá các bác. Nhưng thực rất là mình đi xong thì mình thấy khu vực này nó rất là rộng, rất là đẹp. Ui, mình lại gặp cái bạn kia. Gặp liên tục các bác. Chắc là có duyên ấy. Ui ôi mai. Tí ngã. Đây chỗ này thì người ta sẽ buộc những cái dây may mắn này các bác. Để buộc ở đây. Thực sự là quá là hấp dẫn. Gốc cây này. Thế là đúng ra cái khu vực này mới mở thôi. Nếu mấy nữa mà nó mở ấy. Thì cây này buộc cái dây này nó còn nhiều hơn. Cười cười gái. Đẹp chưa các bác? Đấy, ai có bạn nam có bạn trai thì có thể bạn trai đưa đi, sau đó là chụp. Đấy, bên kia có gái chụp ảnh này các bác. Mình sẽ lên đây xem mình xem. Mình sẽ đi lại một vòng để đi sang bên kia. Không biết là đi hết chưa. Ở đây có hai bạn nữ đang mặc quần áo người dân tộc ấy các bác. Tại mình nhìn giống người Trung Quốc quá nên là cũng đẹp. Quá đẹp. Các cơ chứ xưa phú trang sư méo méo chú tờ phú trang chứ mà. Tôi, sư đà. Ờ, sư quay cho nam biên đấy mà. Phú sư quảng sĩ yếu méo chú. Quảng sĩ yếu méo chú. Ủa dễ sư méo chú à. Chứ sư, ở trại quốc ngoại là chứ sư cần nỉ mân chứ biên tờ phú trang chứ bùi yào.
这个 vlog 是拍给国 外看的。YouTube 平台啊。对对对，那个 YouTube 哦，你也知道 YouTube 的？我不懂，但是我年轻人也玩这东西，但我不玩，因为要翻墙之类的。哦，对对，那个 YouTube 可以赚钱的。嗯，谢谢大哥啊。đây anh này rất là vui, anh này là thợ chụp ảnh đây, chụp cho mấy em xinh gái này đấy, rất là xinh. Em này xinh quá các bác. Đây mình sẽ đi vòng sang phía bên này đấy, mỗi chỗ mình sẽ review một chút. Ở bên này cũng rất là đẹp này các bác, xem khung cảnh nó tái hiện lại mà nó làm giống như kiểu ngày xưa. Đấy các bác xem, cái này là nó mới làm xong thôi, vẫn còn những cái vết mới làm, chưa xong ấy. Gái xinh, gái xinh. Hello, 你好，你们这套服装是什么民族啊？不知道。不知道，真的吗？啊？真的。反问一下吧，不用害羞。Ngại quá chạy rồi các bác. Mình hỏi, mình biết rõ là cái bộ trang phục đấy của dân tộc nào rồi, nhưng mà mình vẫn cố tình hỏi xem mấy bạn Trung Quốc này trả lời như thế nào. Đây không biết các cô đây đang chụp ảnh đây có cái gì đây hấp dẫn. Cái bàn giống như kiểu là ngồi kiếm hay ngồi chụp ảnh đây. Đấy, rất là đẹp các bác. Gái, gái, gái đẹp chưa? Cao, trắng. Bên kia là chỗ mà họ thuê quần áo Hán phục ấy. Cái này là quần áo kiểu của người Triều Tiên các bác. Đấy. Bên này là lại là một cái cổng khác. Lúc này mình Linh vào là cái cổng chính. Cổng chính thì khả năng bên này là cổng Tây hay cổng Đông ấy. À bên này là cổng Tây. Lúc nãy mình Linh vào là cổng Đông. Bên này thì người ta bán cả thanh long nữa, thanh long đỏ ấy các bác. Đấy. Xinh quá. Sẽ sang bên này quay. Đây những cái bộ người Mông đấy các bác. Đấy, rất là đẹp, có hai cặp sừng biểu hiện của con bò ấy. Đẹp chưa? Chỗ này thì mọi người sẽ vào đây này, thuê quần áo này. Không biết là giá cả bao nhiêu. Nhưng mà trong này toàn quần áo nữ là nhiều. Đây giá đây. Nếu mà cả trang điểm thì nó rơi vào 300 tệ cơ. Gần 300 tệ mà nó có cả người chụp ảnh cho nhá các bác. Đấy, những cái bộ trang phục đây rất là nhiều màu sắc, đa sắc tộc, đa dân tộc luôn. Đấy, giống như kiểu các bạn nữ này bây giờ đang trang điểm đây. Đấy, mọi người sẽ trang điểm đây. Trong kia mới toàn gái đẹp không các bạn, hot girl. Mình lại quay lại cái chú cu kìa. Đây thì người ta sẽ bán cái đồ ăn nhỏ, có trà để uống. Đấy, món vẫn có món đậu phụ thối các bác. 10 tệ một phần. Đây bên này đồ ăn đây các bác. À đây bạn ấy mặc đây, quần áo đẹp chưa các bác? Rất là cao, rất là đẹp luôn. Nhưng mà phải đổi cái giày với cả cái quần đi. Chắc tí bị sắn lên. Nếu mà mình mà được đi vào trong cái họ đang trang điểm đấy để quay cho các bác xem gái thì thực sự là không còn gì để tuyệt vời hơn. Bên Trung Quốc này ăn dầu nhiều quá. Nhiều khi mình đánh răng nhiều ấy, các bác nói thật là ăn nhiều quá xong là toàn dầu ấy, xong mình đánh răng thì khả năng là răng mình còn nó bị vàng đi, nó còn không trắng ra được ấy các bác. Lúc đấy thì mình vừa từ bên này qua, nhưng mà qua đây thì
gái nó nhiều các bác. Đấy, các bác xem cái dòng này người ta muốn chụp từ chỗ cái điểm cái cầu này, xong người ta chụp có cái tháp này này. Tại vì cái tháp này chụp rất đẹp, buổi sáng cũng đẹp mà buổi tối cũng đẹp. Bạn này xinh quá. Mặc bộ này, thấy mặc những cái bộ dân tộc này vào đã thấy xinh rồi các bác. Xinh quá. Đấy. Ở đây toàn là các anh thợ chụp ảnh thôi. Đây các bác xem các anh đấy chụp ảnh. Bộ này mộ của dân tộc Mông nhá, nhưng mà nó ở bên Quý Châu ấy các bác. Thế nên là nó có sự thay đổi nhiều. Ở bên Quý Châu thì họ vẫn mặc cả những bộ này, hay là bộ này là của bên Quảng Tây. Còn bộ ở bên Quý Châu kia là nó có những cặp sừng rất là to, rất là cao. À, ở đây Mỹ Linh cũng thấy có những cái bạn mặc những cái bộ Tây Tạng nhá các bác. Rất là đẹp. Khan Thương Cường. Đấy, anh này xem các bác. Đấy, đấy. Đây là hy sinh vì nghệ thuật nhá các bác. Chụp ảnh nó phải như thế. Bên kia nhiều gái luôn. Mình muốn đi qua bên đấy lắm rồi. Bên này quá nhiều gái luôn các bác, cực đẹp luôn đây. Các bác xem. Đấy, tại vì họ muốn chụp ở tòa này lên cái tòa tháp này nên là rất là nhiều. Hello Cecilia, phải sao? Đấy gái xinh lắm các bác. Ồ, quậy sự. Đấy, rất là nhiều gái đẹp. Chắc mình phải đi ra cái để cho họ chụp. Đấy, bạn này còn tạo dáng gọi là quá là ok luôn, rất là đẹp luôn. Lại gặp hai bạn này này, đấy, rất là xinh. Chắc mình phải xin chụp một bức ảnh các bác. Đấy. Hello, nhé, ổ khứ gì cân nhìn mình làng hứa gì như trang mà. Ờ, ờ, ok, ok, xin xin. Ồ, xin xin đi liền. Rất là đẹp các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vòng sang bên kia, tại vì là lúc đấy là mình chưa đi ấy. Ở đây cái đội nhiếp ảnh ra rất là đông. Đây là những cái bộ quần áo ở Tây Tạng đấy các bác. Đấy, rất là xinh. Đấy, phải mất tiền thuê họ chụp ảnh thì mới chụp được. Lý Liễng, chưa thao phú trang sư sớm mơ mình chú à? Giang chú, ồ, đấy Tây Tạng nha các bác. Đấy các bác xem qua phim Trung Quốc ấy, các bác có thể thấy được những cái bộ quần áo Tây Tạng người ta mặc đây. Đẹp chưa? Bên này, đúng ra là chỗ cái khu vực này cũng rất là rộng nha các bác. Mình lúc đầu cũng nghĩ là nó bé bé thôi. Ở đây có bạn mặc bộ quần áo này. Không biết là đấy, rất là nhiều gái xinh đây các bác. Chưa chi ra thấy bảo đi về uống bia rồi. Kinh thật. Đẹp thật đấy. Đấy các bác xem bộ này quá đẹp. Xinh chưa? Toàn gái xinh rồi các bác. Để các bác nhìn này, quá xinh. Họ theo lẹo lắm đấy. Cười sướng các bác. Khen, khen là xinh. Nhưng mà đúng ra là cũng xinh thật. Đấy, chỗ này là những cái chỗ mà họ cũng chụp ảnh. Ở bên này còn nhiều gái chụp hơn. 3 hay 4 nàng tiên đang ở đây chụp đây. Đấy, trẻ con thì cũng ra đây người ta cuối tuần ấy, bố mẹ cho đi chơi. Đẹp chưa các bác? Đẹp. Đấy các bác xem ở đây, chụp ở đây, nhìn view hồ thì nó gần giống như ở bên nước ngoài, nhưng mà cảm giác tự dưng lại lòi ra những cái tòa nhà cao tầng đây thì nó đã
bị cảm giác là nó mất đi cái vẻ đẹp của cổ trang rồi. Khả năng là phải đi vào trong kia chụp thì nó mới đúng ra, nó mới đẹp. Bên này là những cái tòa ăn uống này. Người Trung Quốc thì người ta cũng rất là đặc biệt quan tâm đến việc đồ ăn. Những cái bộ lúc đấy thì mình Linh quay ấy, thì những bộ quần áo đấy, bộ quần áo của bên Triều Tiên ấy. Ui dồi, ở đây toàn là Lamborghini rồi các bác. Dòng gái đẹp thôi. Ôi dấn luôn. Đây Lamborghini rồi các bác. Gái. Cái này là họ chắc là hôm nay là mới bắt đầu mở cái khu vực, cái khu vực mà như kiểu là cắm trại đây các bác. Toàn gái xinh rồi, xe Lamborghini này. Chỗ này có thể sống ảo các bác. Khiếp thật. Toàn đại gia thôi. Toàn nhỏ chiến rấn rồi. Đây các bác. Che biển rồi. Đấy. Con này thì chục tỷ ấy các bác. Toàn mỹ nhân rồi các bác. Rất là xinh. Xe đẹp chưa? Ok luôn. Hôm nay Mỹ Linh mới được nhìn thấy cái con xe loại này nhá các bác, Lamborghini này. Đấy. Chị này lái về luôn á. Đấy. Mở ra chụp vĩ đẹp các bác. Còn gái đẹp không? Mình chắc phải xin chụp bức ảnh các bác. Đấy, các sếp này chuẩn bị là bắt đầu lái xe đi rồi các bác. Lamborghini đây. Ôi, kinh chưa? Nghe tiếng là các bác đã thích rồi. Vung vung. Ôi, nhà đại gia đây, toàn các thiếu gia thôi. Trẻ mà toàn xe đẹp. Ôi, oách. Đẹp chưa các bác? Ôi, các bác nghe bồ nổ thôi rồi. Ôi. Được. Con này đời Lamborghini bao nhiêu Mỹ Linh cũng không biết, nhưng mà thực sự là quá đẹp các bác. Nhìn con xe ra mình đã thích rồi. Đấy, nghe cái độ phóng của bồ nó. Hôm nay mình mới được đứng cạnh cái con Lamborghini này. Chứ mọi khi là mình toàn thấy ở trên mạng thôi. Đấy, bên kia thì toàn các quý cô đại gia nhà có tiền. Mình sẽ đi sang phía bên này, tại vì lúc nãy mình cũng vừa vào rồi. Mình sẽ sang bên này. Bên này thì chỗ cái khu trẻ con người ta chơi ấy, chỗ có trò chơi cho trẻ con. Sang đây mới biết là bên này toàn người giàu thôi. Nhưng mà thấy họ giàu mình cũng thích, nhưng mà mình cũng phải cố gắng thôi các bác. Không biết làm thế nào được. Mình được sinh ra, được sống ở cái thế giới hiện tại thì mình đã thấy rất là vui rồi. Chứ mình cũng không cần quá là giàu. Chỉ thấy mình sống vui vẻ, yêu đời, giúp được nhiều người thì mình thấy người, cái lòng của mình, cái tâm của mình nó nhẹ nhõm. Ôi, hot girl đấy các bác. Ôi, quá đẹp luôn, xinh, trắng trẻo. Ôi. Lúc nãy thì mình vừa sang bên kia thì cũng có quay bên đó các bác. Đẹp. Chết, mình ở đây toàn gái đây các bác. Đây mới đúng là của Quảng Tây này. Đây là những cái bộ trang phục của người dân tộc Choang ấy, Choang Quảng Tây. Đấy. Bên này bị đúng luôn. Đấy. Đây toàn xoay cơ mấy nữ thôi. Đẹp chưa? Ôi, đẹp chưa các bác? Đây mới đúng là những cái bộ trang phục rồi. Mình chắc rồi. Ừ.
đẹp các bác. Họ thuê hẳn chuyên gia đi chụp ảnh phải bỏ tiền thì chắc là đây là một cái gia đình nào đó. Quá đẹp. Bóng mẩy. Phèo lẹo. Cứ gì phải chăng trao mà. Chứ sư ủa chua chứ cơ sư vlog trai cố gọi được. Cố sư trai nhìn mình Trung Quốc. Đẹp quá. Wow. Vlog, YouTuber. Tôi đây, tôi là ngoại quốc的, không phải Trung Quốc人. Cái gì tên hiệu à? Đến lúc các bạn xem thử. Bởi vì các YouTuber ở đây không thể nhìn thấy YouTuber. Bởi vì các bạn phải phát triển mới có thể nhìn thấy. Đúng. Không phải phát triển. Phải là phát triển cuộc sống của các bạn. Cuộc sống đẹp 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 quá. Bạn này đang bảo là không được đăng lên LinkedIn. Xinh thế này mà không được đăng LinkedIn. Đẹp nhỉ. Đấy. Mình sẽ tránh ra cho họ quay. Quá đẹp luôn. Đây, chỗ quay mình lại tiếp tục đi sang phía bên này các bác. Em kia cũng xinh mà bạn kia, bạn trai cũng rất là đẹp. Chắc là cũng hết đấy các bác. Tại vì vừa rồi thì Mỹ Linh cũng đi vài vòng thì cũng quay lại những cái chỗ cũ như thế này. Thì vẫn là nó vẫn là những cái góc, vẫn là những cái kiến trúc giống như thế này thôi. Nó cũng chả có gì độc lạ để mình đi quay cho các bác xem nữa. Đấy, chụp ảnh. Ôi xưa. Đẹp. Xinh. Đấy, từ đến giờ mới được quay bộ sừng sừng này. Đấy, đẹp chưa? Quá đẹp. Bác xem. Như áo cưới luôn. Mình quay, họ cứ ngó ngó. Họ cứ nghĩ mình đang quay cái gì các bác. Cũng không hiểu. Chỗ này chỗ họ nghỉ ngơi rồi, lúc đấy lúc đầu thì mình cũng về đây. Ở đây họ cũng chụp rất là nhiều các bác. Bây giờ mình đang đứng ở chỗ quảng trường, ở chỗ cái khu vực trung tâm ở đây. Mọi người sẽ tổ chức như ở là nhảy lửa hay là múa ở đây, sân khấu trên kia các bác. Đấy. Họ rất thích chụp cái tòa này. Hôm nào tối Mỹ Linh về đây, Mỹ Linh quay ở đây cho các bác thì chắc chỗ này đẹp đấy. Tại vì mình cũng chưa đi vào buổi tối, không biết là nó đẹp nào. Tại vì ở bên Trung Quốc thì thường thường người ta lắp đèn rất là nhiều, nên là quay vào buổi tối cực kỳ là đẹp luôn. Toàn đại gia. Bây giờ thì mình cũng đang sắp ra đến cổng chính rồi. Chưa hỏi được em nào, tại vì hỏi em nào thì em nào cũng ngại ngại ấy. Đấy. Toàn những bộ trang phục dân tộc rồi. Để. Toàn quay xinh. Hello mấy nhỉ?
请问一下，这套服装是苗族的吗？ 好美啊，不用笑啊。<笑> Biết là bên kia còn cái gì không thì mình sẽ đi sang bên đấy quay nốt cho các bác xem. Đấy, toàn gái xinh thôi. Đây cũng biết là những cái bộ trang phục gì nhá. Đẹp quá. Các anh đến chụp ảnh này. Tại vì họ đang chụp ảnh nên là mình cũng không muốn làm phiền người ta để mình vào mình quay nữa các bác. Thế nên là mình cũng chỉ quay ở ngoài cho các bác xem thôi. Chắc chỗ này là vẫn vòng lại ở bên kia sao các bác. Xem nào. Ở chỗ này lạ hơn một chút các bác. Ở chỗ này mình đến rồi mà. Chỗ này cũng chỉ là chụp ảnh thôi các bác. Đợi chắc khả năng là trong năm tới này nữa thì nó hoàn thiện nốt ở phía bên hồ bên kia, làm cái cầu đi qua bên đó thì chắc khả năng nó còn đẹp hơn nữa. Bây giờ thì nó đang trong quá trình hoàn thiện thôi. Vừa trong quá trình đây vẫn còn những đồ rất là nhiều ở đây nó còn chưa làm này. Bây giờ, bye bye nhìn mơ, xin chào nhìn mơ. Đấy gái đẹp lắm các bác. Ờ, bye bye. Toàn gái xinh thôi các bác. Vừa chụp ảnh với gái xinh rồi các bác. Vui. À, vừa rồi thì Mỹ Linh cũng vào trong cái thị trấn Tương Tư được thu nhỏ mô phỏng lại, làm giống như kiểu ngày xưa. Thì Mỹ Linh cũng vào đây để quay cho các bác biết về một cái địa điểm mới ở đây. Đấy, một địa điểm rất là đẹp. Bây giờ thì cũng ngày cuối tuần thôi, nhưng mà thường thường là nếu mà ai muốn chụp ảnh vào buổi sáng thì người ta sẽ đến đây, còn thường thường là người ta sẽ chụp vào buổi tối các bác. Hiện tại ở đây thì các bác thấy gái xinh đang lú lượt kéo đến, toàn gái xinh thôi. Đấy, toàn mấy nỉ thôi các bác. Bây giờ thì mình sẽ đi từ đây xong mình đi sang phía bên đầu bên kia. Tại vì ở bên kia có hai cái cây cầu ở hai bên đường ấy, thế nên là họ cũng ở bên đấy chụp ảnh rất là nhiều. Hôm nào tối thì Mỹ Linh sẽ quay trở lại đây giờ view, tại vì cái điểm này nó rất là gần ở trường Mỹ Linh đang theo học. Đây Mercedes đây, bên chứ EC E200 đây. Đấy. C260. Bây giờ bên Trung Quốc thì người ta cũng bắt đầu thay đổi dần là người ta đi xe điện. Như những con xe này thì là xe điện hết nha các bác. Bây giờ mình sẽ đi sang phía bên chỗ cây cầu bên kia các bác. Đây các bác xem ở ngay bên đường này thôi, toàn là xe điện luôn. Nhưng mà mình thì lại không quét được. Tại vì là ở Trung Quốc này họ nó quản những cái phần mềm này rất là chặt các bác. Phải có thẻ căn cước của Trung Quốc thì mới đăng ký với quét được như cái này. Còn nếu mà may ra thì vẫn có những con xe mình vẫn có thể quét là mình đi được. Thời tiết ở bên này thì bây giờ bắt đầu là nắng rồi các bác. Đây là cái cây cầu mà ở bên hai bên đường ấy các bác. Đây, một bên, hai bên. Lúc nãy Mỹ Linh định lên đây nhưng mà tại vì Mỹ Linh muốn vòng bên kia để quay cho các bác xem. Ở đây thì nếu mà ai thích xuống như kia thì sẽ xuống, còn ai thích lên đây thì chụp ảnh ở đây. Ở đây cũng rất là nhiều gái người ta đến đây để chụp ảnh nha các bác. Đấy, mọi người cũng nghỉ ngơi đây luôn. Đây mình đang ở trên đây. Chỗ này là chỗ nghỉ ngơi. Mới xinh. Đây các bác xem. Chỗ này là chỗ trò chơi của trẻ con này. Úi ôi. Chơi quả này. Úi ôi. Cái quả xoay xoay các bác. Đấy lúc đấy thì mình chụp ảnh các phú bà ở dưới kia. Các phú bà ở dưới kia. Các phú bà mặc áo với cả chụp ảnh Lamborghini. Đấy trên này cũng là một cái cầu cho mọi người trên này nghỉ ngơi cùng với gia đình vào những ngày cuối tuần. Khả năng mấy nữa là họ sẽ mở từ họ đang xây ở bên điểm chỗ gần những cái tòa nhà kia các bác.
họ đang đắp đắp cầu để đi sang bên đấy, xong người ta sẽ làm đấy. Đấy, ở chỗ cái đường đi hai bên đường mà làm như thế này, chụp ảnh ở đây đã đẹp lắm rồi, chứ không cần nhất thiết là phải đi vào trong đó để chụp. À, vừa rồi thì các bác cũng được xem những thước phim Mỹ Linh quay về một cái thị trấn, nó được mô phỏng lại với thời xưa. Thì lúc nãy cũng giới thiệu cho các bác một cái điểm du lịch mới ở khu vực Nam Ninh, đặc biệt là cạnh cái trường của Mỹ Linh đang theo học là Đại học Dân tộc Quảng Tây. Thì các bác cũng được xem qua những cái kiến trúc của người Trung Quốc qua những thước phim mà Mỹ Linh quay lên. Rất là mong cô bác, anh chị, quý vị khán giả hãy luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh của Mỹ Linh để Mỹ Linh quay nhiều thước phim hay hơn. Mong là những thước phim nào Mỹ Linh quay chưa thực sự hay ấy, thì mong là tất cả quý vị khán giả hãy bình luận ở phía những thước phim Mỹ Linh đăng lên, góp phần cho Mỹ Linh ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, quay được những phim thước phim hay để cho tất cả các bác cùng xem. Bây giờ thì Mỹ Linh đang trên đường đi về rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác thứ hai và ý nghĩa thì các bác hãy đăng ký kênh ủng hộ, một nút like, một nút chia sẻ, một nút subscribe để ủng hộ cho kênh của Mỹ Linh ngày càng phát triển hơn. Sau đó thì Mỹ Linh sẽ quay trở lại vùng cao để tiếp tục cái con đường của mình là trên con đường thiện nguyện, đi giúp đỡ bà con. Tại vì ở chỗ nhà Mỹ Linh, bà con ở khu vực đó bây giờ cũng đang rất là khổ, rất là nghèo. Chỉ mong là cái cuộc sống của bà con sau này nó sẽ được thay đổi hơn. Mỹ Linh đến đây thì thấy ở cái khu vực Trung Quốc này thì thấy họ rất là phát triển. Mình cũng rất mong là chục năm nữa thôi, quê hương của mình sẽ được phát triển như thế này. Tại vì ở chỗ Mỹ Linh thì cũng có rất là nhiều văn hóa, nhiều người Mông này, có rất là nhiều phong tục tập quán rất là hay, nhưng mà vẫn chưa được phát huy. Thì mình sẽ quay đây, có các bác nào mà muốn thay đổi thì các bác có xem qua những thước phim mà Mỹ Linh quay đây. Đây các bác xem, họ có thể là họ đi ra chỗ bên này họ cắm trại, gọi là cuối tuần ấy, người ta đi vui chơi, đưa các con các cháu đi chơi ở đây cho một ngày. Tại vì là ở bên Trung Quốc này người ta đi làm việc ấy, người ta làm việc rất là vất vả, không có ngày nghỉ, chỉ có đặc biệt là ngày nghỉ là ngày chủ nhật thôi. Thế nên là cuối tuần họ muốn gần gũi bên gia đình, nên là họ sẽ đi đến đây để người ta tổ chức ăn uống hay là cắm trại, liều trại gì đó. Ôi, bây giờ cái thước phim Mỹ Linh đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.